sau khi tham gia show ca của chị Chibu thì em cảm thấy là rất là tuyệt vời. Dạ, sau khi nghe được bài hát mới của Chibu, em thấy là từ giai điệu, hình ảnh, âm thanh, mọi thứ đều rất là đẹp. Em rất là thích cái MV này, hy vọng là MV này sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Thì bạn nhận xét bài hát mới như thế nào? Em cảm thấy là em rất thích bài hát mới, nghe giai điệu bắt tay hơn rất nhiều so với bài hát cũ. Vậy còn bạn nhận xét như thế nào về giọng hát live của Chibu? Hôm nay em thực sự rất là vui luôn, hôm nay Chi làm em rất là hài lòng, Chi đẹp nữa. Em nghĩ là giọng hát của chị Chibu đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Nếu như là ở bài hát trước thì mình có thể không để nghe được rõ giọng hát của chị, thì thông qua cái bài hát này mình cũng đã có thể nghe rõ hơn. Em hy vọng là sắp tới MV của Chi sẽ đạt được nhiều kết quả thiệt là tốt. Chi mạnh mẽ lên để có thể đối đầu với tất cả các dư luận.